17, our hobbies. Hobbies là gì vậy em? Em nói to lên cô không nghe rõ. Thích cô ạ. Đúng rồi, sở thích, hobbies là sở thích. Đây là sở thích của chúng ta. Ok, talk about your hobbies. Thế này là example này. I love doing sports on Saturday and Sunday. I enjoy going to the cinema one evening a week. Cái này là ví dụ. Cái này là ví dụ. Okay, number one, what do you do with your family at the weekend? Em hiểu câu hỏi này không? Gia đình bạn thường làm gì vào... bạn làm gì với gia đình bạn vào... cuối tuần. Đúng rồi. What do you do with your family at the weekend? Vào cuối tuần á. Cái này là một cái cụm này. Thì em tranh thủ em nấu vào trong vở. Rồi vậy mình thường làm gì với gia đình vào cuối tuần? Một câu đơn giản ngắn thôi, không cần nói nhiều để suy nghĩ. Linh Dương Hạo. Wow. So I often, nếu kiểu ai tôi thường đi. Tôi thường, I often clean my the house with my family, với gia đình của tôi. With my family, cái often này thường thường đôi lúc often này này đôi lúc em sẽ nghe người ta đọc là often là của anh á, của giọng anh đọc á, còn thường thường sẽ đọc là often. Okay, number two, what do you do with your friends after school? Thì mình thường làm gì đây? What do you do là bạn làm gì với bạn của bạn? Em thường làm gì với bạn của em sau giờ học? After school, after là sau đó, vậy đây là after school. Là sau giờ học thì mình sẽ nói, mình đôi lúc mình có thể dùng từ sometime là thỉnh thoảng hoặc là usually. Sorry, cô để bảo tiếng tiếng Việt. Ok, usually hoặc là often. Kiểu mà mình thỉnh thoảng hoặc là mình thường xuyên. Mình thường xuyên làm gì đó thì em thì nói một câu ngắn thôi. Hạn như sometime play volleyball. Okay, I sometimes play volleyball with my friend. Okay. Number three, what do you like doing on holiday? What do you like doing on holiday? Holiday ở trong này là từ khóa. Vậy em hiểu được từ holiday thì em lại sẽ hiểu được hết câu. Holiday là holiday. Lễ hội. Hay lễ hội là... Đúng rồi, kỳ nghỉ lễ hội là event, là lễ hội. Còn này là kỳ nghỉ. Thì em thích làm gì trong kỳ nghỉ? Em thích làm gì trong kỳ nghỉ? I like thích đi đâu? Đi du lịch cơ. Okay, so I like going đi du lịch. Okay, I like traveling. Tôi thích đi du lịch. I like traveling giống kiểu mà around, đi xung quanh thành phố, đi khắp đất nước thì sẽ là around the world. I like traveling around the world. Traveling around the world. Cái này đi hơi bị lâu. Ok. Thì cũng khi nào mình dùng like thì mình sẽ dùng động từ thêm phía sau là phải là in. Nếu như không có in thì sẽ phải dùng to. Ok.
Vậy cái em ghi cái công thức này vào này, like and enjoy. Cái màu đen này cái đóng trong hòm trong này á, và hai cái ví dụ after like and enjoy we use the ing form of the verb. The example, I like swimming, I enjoy climbing mountains. Em ghi xong rồi. Rồi, em ghi xong rồi em ghi cho cô hai cụm này vào luôn. At the weekend and on holiday. Để khi nào nữa mình làm bài trắc nghiệm á, hoặc mình nói mình sẽ không dùng, đôi lúc em sẽ không biết cái giới từ này mình sẽ dùng at holiday thì không đúng. Chắc chắn nó sẽ đi với holiday là on. Còn at weekend cũng là at the weekend, không phải là on the weekend. Để mình dùng chắc luôn, không có bị sai. Ok, em xong chưa? Em sắp xong. Xong rồi. Right. Now listen and draw lines. Yeah. Okay, sorry. Okay, now let listen to the example first. Okay, cái này thì cô đọc thôi còn em nghe. Okay, I took this picture when I was on holiday. Some of the people are my friends and family. Can you see the man with the boat? The one who is wearing a purple t-shirt. That's my cousin Charlie. That example. Example đây. Đây, Charlie is here. Okay, now listen and draw line. Để bây giờ cô sẽ chia sẻ cái con chuột cho em, để cô đọc xong cái nào thì em bấm và em tô màu, em kéo xuống đó. Thì khi mà em bấm chuột thì bấm thế này thôi, draw này này, bấm xuống đây. Rồi xong mình cứ để vậy xong mình kéo thôi. Ok. My friend Sally is very clever. She's writing a new song. She's sitting on the beach. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là tìm cái tên với lại tìm cái người đó. Okay, one more time. My friend Sally is very clever. She's writing a new song. She's sitting on the beach. Rồi để cô kéo này lên thì em không thấy cái từ cái tên. Okay. Wait, which one? Who is she? Sally. She is drawing a new song. Sally là ai vậy em? Thì nếu mình Sally thì mình kéo từ trên Sally xuống. She's writing a new song. Cô ấy đang làm gì đó? Writing. Em nhìn vào trong bức tranh đi. Ở trong này có bao nhiêu hoạt động? Hoạt động thì có một cái cô mặc váy màu đỏ thì đang đi. Còn cái người ngồi thì đang draw, là vẽ. Còn cái người mà đang ngồi viết ở đây thì mình viết thì mình đọc như thế nào? Em đọc từ viết như thế nào? Write. Yeah, write. Từ viết mình đọc là write. Thì em đọc vậy vậy. Ok, vậy khi mà em nghe được từ write. Oh no. Oh, em bấm à? Ok, em đừng bấm. Ok, vậy khi em nghe được từ write thì bắt đầu mình sẽ tìm ở trong này hoạt động write là đang nói về cái gì. Vậy ở trên này có bao nhiêu người đang ngồi ở trên biển? Mình đang ngồi trên biển, còn đi với biển thì khác nữa. Vậy em vẽ đi, em kéo từ đâu đến đâu? Vậy người đó là ai? Và đang làm gì? Sally đang làm gì đó? Sally is writing a new song. Okay. Writing a new song. Em nghĩ đây là ai? Đây, để em kéo. Em kéo đi. Khi mà em kéo thì em bấm lại đây nè. Draw là xuống này. Để em thể kéo được. Ok, em kéo đi.
Yeah, that's right. Thì ở đây là hoạt động đang draw. Oh, I'm sorry, đang write. Đang viết một cái bản nhạc mới. Okay, number two. Look at my mom. Her name is Mary. She took a picnic to the beach that day. It was very sunny and she wore her sun hat. That's right. Three, and there's my friend Peter. Over there between the two rocks, he's drawing a plane on the sand. Peter, where's Peter? That's right. Number four, the girl with her feet in the water is Daisy. She's got a towel on her shoulder. The girl here now, the girl with her feet in the water is Daisy. She's got a towel on her shoulders. The girl đang ở đâu bà? Em kể Daisy. Daisy, vậy Daisy ở đây đang làm chi vậy em? Daisy ở đây đang làm gì? Em vẽ vào rồi. Nhưng mà ok, em nói cho cô biết là Daisy ở đây hoạt động. Mô tả Daisy ở đây đang làm gì? Đang vẽ cá và nước. Ok, vẽ cá và nước. Vậy cái mà cô đọc cho em là the girl with her feet. Her feet. Nếu như mà cô đọc từ fish thì sẽ là fish. Em phân biệt giữa hai từ này nhỉ? Oh. Em phân biệt hai từ này nha. Từ này khi mà cô đọc thì hoàn toàn không có âm s ở phía sau luôn. Cô đọc là fish thì là fish là con cá. Còn cái này là feet. Feet. Rồi, và nhìn lại có được đúng chưa? Okay, the girl with her feet in the water is Daisy. She's got a towel on her shoulders. Em nghe được từ water không? Okay, khi mình muốn kéo thì mình sẽ em thả chuột ra cho cô, em thả chuột ra cho cô. Khi mình muốn kéo mình sẽ bấm lên lại draw và kéo xuống đây. Chưa, vẫn chưa được em. Okay. Okay. But where is Daisy? Yes, the girl, her feet is in the water. Okay. Mommy, isn't my grandfather Pat great? He's waving to the people on the beach. He's 70 now, but he's loves jumping out of planes. Vậy thì như thế nào? Who is he? Oh. Okay. Who is he? Oh. Em đừng bấm để cô bấm về con chuột cho em để em kéo này. Okay. Isn't my grandfather pet great? Over there, oh sorry, he's waving là làm thế nào đây? To the people on the beach. Yeah, his pet, he's 70. Okay. Okay, để cô Ngân chia sẻ, để cô Ngân chia sẻ chuột chứ không có tí nữa nó sẽ bị đứng. Okay. Okay, now let's answer some question. Number one, the boys drawing in the sand. Ai là người vẽ ở trên cát vậy em? The boys drawing in the sand. Con gió cái này. Okay, the boys drawing in the sand. Là ai, cái cậu bé mà làm gì đây? Cậu bé đang vẽ ở trên cát. Okay, what's the boy drawing in the sand? Sorry, cô quên, cô không để. What's the boy drawing in the sand?
What lá? Cái gì? Vậy cái cậu bé này đang vẽ cái gì? Sen lá gì đấy em? Sen lá gì? Hồi nãy em gặp đúng mà. Sen lá Lên. gì? Sen, no. Sen plain lá. Cái này. Vậy ở đây người ta hỏi là cậu bé vẽ gì? Ở đây từ sen là từ mấu chốt để mình hiểu được cái câu này. Thì sen ở đây em nghĩ là nghĩa như thế nào? Cậu bé là đang vẽ máy bay ở đâu đấy? Cát. Đúng rồi, vậy sen này là cát. Ok, nâu viết chữ này xuống. Em viết cái từ này, vựng này xuống. Viết nhanh cho cô. Ok, sen này là trên cát. Thì the boy's drawing plane. Ok, number two. What's on the girl's Cái này hồi nãy em cũng đặt đúng luôn. What's on the girl's shoulders? Shoulders. Đây, cái từ khóa của mình là shoulders. Shoulders này nghĩa là vai. Thì em hiểu câu này rồi. Vậy em hiểu một chữ hết thì em đã hiểu hết được câu này rồi này. What's on the girl's shoulders là Cô ấy để cái gì vậy? có cái gì ở trên vai của cô ấy? Trên vai cô ấy có cái gì? Em nhìn vào bức tranh, nhìn vào bức tranh thì thấy cái này quen quen không? Quen quen giống như lại cô hỏi em câu, cô đọc cho em nghe câu mà the fish is in water, quen chưa? The fish is in water. Thì câu này người ta hỏi là có cái gì trên cái vai của cô ấy? Trên, Khăn. đúng rồi, cái khăn. How do you say it in English? Fish. How do you say it in English? Cái khăn mình nói thế nào trong tiếng Anh? Từ này chắc em cũng đang nhầm nhầm với lại cái từ này. Ok, tower. Khăn thì mình đọc là tower. Còn cái từ này là từ town. Town này là thị trấn. Ok, vậy ở trên vai của cô ấy thì có cái gì? Cái khăn. Mày đứng rồi em ơi, không di chuyển được luôn. Ok, đợi cô một lát.